Mời quý khán giả đến với bản tin Nhìn ra thế giới của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, các nhà khoa học đã cảnh báo rằng hiện tượng ấm lên toàn cầu đang làm gia tăng tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan. Những hình thái thời tiết trái ngược ngày càng trở nên khắc nghiệt và khó lường hơn. Trong tuần qua, một loạt quốc gia trên khắp thế giới đã phải hứng chịu những trận bão và lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng tới người và của. Cơn bão Freddy đổ bộ vào Malawi đã khiến ít nhất 326 người thiệt mạng, hơn 700 người bị thương và hàng chục người mất tích. Các con số này được dự đoán sẽ còn tiếp tục gia tăng trong vài ngày tới. Hơn 180.000 người phải sơ tán do trận bão này. Thành phố Blantyre là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất do mưa lũ. Mưa lũ nghiêm trọng làm gián đoạn giao thông trên nhiều tuyến đường, cũng như cản trở công tác tìm kiếm và cứu nạn. Trước khi đổ bộ vào Malawi, bão Freddy cũng khiến hơn 50 người thiệt mạng ở Mozambique khi quét qua nước này lần thứ hai vào cuối tuần trước. Hồi cuối tháng 2, cơn bão từng quét qua Madagascar và Mozambique khiến hơn 20 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến gần 400.000 người tại cả hai nước. Bão Freddy hình thành ở ngoài khơi Australia vào tháng 2. Đến nay, Freddy đã tồn tại được hơn 40 ngày, trở thành cơn bão nhiệt đới dài nhất được ghi chép lại trong lịch sử. Kỷ lục trước đó thuộc về cơn bão John năm 1994, kéo dài 31 ngày. Ngoài ra, Freddy cũng lập kỷ lục là cơn bão có năng lượng lốc xoáy tích lũy cao nhất ở Nam Bán Cầu. Tại Peru, cơn bão nhiệt đới Yaku đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục gia đình mất nhà cửa ở các tỉnh phía bắc đất nước. Những cơn mưa xối xả khiến phố ngập thành sông. Video được người dân ghi lại cho thấy nước lũ mang theo bùn đất đổ ra đường phố, cuốn trôi cả xe ô tô. Tổng thống Dina Boluarte đã phải ban hành báo động đỏ đối với thủ đô Lima và các khu vực lân cận. Ước tính gần 60 người đã thiệt mạng kể từ đầu mùa mưa ở Peru. Người dân ở khu vực vịnh Carpentaria, phía tây bắc bang Queensland, Australia đã phải sống trong cảnh lụt lội suốt 3 tháng qua vì mưa liên tục, với tổng lượng mưa lên đến hơn 1.100mm, gấp đôi mức trung bình hàng năm, trên nền đất vốn đã đầy nước do mưa nhiều từ cuối năm ngoái. Tại thị trấn Burkertown, nước lũ có lúc dâng cao hơn 7m, vượt mức kỷ lục trước đó được ghi nhận là 6,78m hồi tháng 3 năm 2011, khiến thị trấn trông giống như nằm giữa đại dương. Gần 100 cư dân đã được sơ tán khỏi thị trấn. 37 ngôi nhà bị mất điện do ngập trong nước lũ. Người dân cũng được khuyến cáo không đi qua các vùng nước ngập để tránh nguy hiểm, do cảnh sát đã nhìn thấy hai con cá sấu lớn xâm nhập vào thị trấn theo dòng nước. Trong khi đó tại Mỹ, bang California đang phải đối mặt với một trong những trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây. Dịch vụ thời tiết quốc gia đã đưa ra cảnh báo nguy cơ cao về lượng mưa lớn quá mức ở cả vùng ven biển và miền núi khi một dòng sông khí quyển càn quét trên toàn bang. Mưa bão đã tấn công miền Bắc và Trung bang California từ hôm thứ Hai và lan sang miền Nam của bang từ hôm thứ Ba với lượng mưa lên tới 25cm ở một số khu vực. Ít nhất 2 người thiệt mạng, cây đổ, đường dây điện bị đứt, những con đường bị ngập lụt và lở đất. Một số tuyến đường cao tốc phải đóng cửa. Ước tính hơn 30 triệu người trên toàn bang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, bao gồm các thành phố Los Angeles, San Francisco, Fresno và Sacramento. Tại hạt Monterey, nước sông Paradjo dâng cao tràn bờ, làm vỡ đê, nhấn chìm các cộng đồng trong khu vực. Các trang trại chìm trong biển nước. Lực lượng cứu hộ đã nhận được hàng chục cuộc gọi khẩn cấp và giải cứu được khoảng 200 người. Hơn 2.000 người đã phải đi sơ tán và vẫn chưa thể trở về nhà. Họ sơ tán chúng tôi vào khoảng gần 1 giờ sáng. Họ nói nước sông sắp tràn và chúng tôi phải ra ngoài. Nước vẫn ngập rất nhiều, tôi không thể về nhà vì một số chỗ vẫn còn ngập quá sâu. Thật buồn cho tất cả chúng tôi đã mất đi mọi thứ. Phần lớn cư dân vùng Pajaro làm việc trong các trang trại. Lũ lụt không chỉ khiến những người này mất tài sản mà còn mất đi sinh kế trong một thời gian khi hoạt động nông nghiệp trong vùng bị đình trệ. Trong 2 tuần trước đó, bang California cũng trải qua đợt tuyết rơi dày. Những trận mưa mới cộng thêm băng tuyết tan được cho là sẽ kéo dài lũ lụt trong những ngày tới. Trung tâm dự báo bão của Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ đã đưa ra cảnh báo nguy cơ mưa lớn quá mức ở cấp độ 4, mức đánh giá rủi ro cao nhất, có thể dẫn đến lũ quét tại các khu vực từ hạt Monterey đến Santa Barbara ở phía nam California. Daniel Swain, nhà khoa học khí hậu thuộc Đại học California tại Los Angeles cho biết, mặc dù tổng lượng mưa trong cơn bão lần này còn kém xa so với mức kỷ lục, nhưng sẽ gây ra tác động lớn khó lường hết được. Cơn bão là hậu quả của dòng sông khí quyển, một dải mây lớn và dày đặc như một con sông vắt ngang trời, mang theo lượng hơi nước lớn hơn mây thông thường nhiều lần. Dòng sông khí quyển ập vào California chỉ 4 ngày sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố tình trạng khẩn cấp do các cơn bão mùa đông nghiêm trọng, lũ lụt và lở đất bắt đầu từ ngày 9 tháng 3 năm 2023 và vẫn tiếp tục kéo dài.
Đây là dòng sông khí quyển thứ 11 tấn công bờ Tây nước Mỹ trong mùa đông năm nay. Kể từ cuối tháng 12 năm ngoái, 10 cơn bão sông khí quyển liên tiếp đổ bộ vào California, gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm vỡ đê, lở đất, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Chúng ta vẫn đang trong giai đoạn La Nina, thường khô hơn bình thường trong suốt mùa đông. Nhưng trong mấy tháng qua, chúng ta đã đón nhiều cơn bão sông khí quyển. Chúng hút rất nhiều hơi ẩm ở Thái Bình Dương, mang đến cho chúng ta rất nhiều mưa, vượt quá lượng mưa bình thường hàng năm, và điều đó thật bất thường. Theo các chuyên gia, tần suất và cường độ ngày càng tăng của những cơn bão như vậy là hậu quả của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra ở cả hai bên bờ nước Mỹ. Ở vùng Đông Bắc ven bờ Đại Tây Dương, một loạt tiểu bang đang trải qua cơn bão mùa đông với mưa lớn và tuyết rơi dày, làm gián đoạn dịch vụ hàng không và mất điện trên diện rộng. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ gọi trạng thái này là tác động kép, theo đó nhiều hiện tượng thời tiết bất thường cùng lúc hoành hành. Hiện tại khó mà xác định sự liên quan trực tiếp giữa những cơn bão mùa đông này, nhưng các nhà khoa học lưu ý rằng biến đổi khí hậu do các hoạt động của con người gây ra đang khiến mùa đông ẩm hơn và khắc nghiệt hơn. Các bang vùng Đông Bắc nước Mỹ gồm New York, Vermont và Massachusetts đang chịu ảnh hưởng từ một cơn bão mùa đông, khiến hơn 267.000 hộ gia đình lâm vào cảnh mất điện. Thị trấn Windsor ở vùng núi Berkshire thuộc bang Massachusetts đã ghi nhận lượng tuyết rơi dày kỷ lục 71cm. Cảnh sát địa phương thông báo cây đổ, dây điện đứt trên diện rộng, do đó khuyến cáo người dân không nên ra đường. Nhiều trường học tại Massachusetts đã phải đóng cửa. Tại bang New York, Thống đốc Kathy Hochul đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho 37 quận. Người dân được khuyến nghị tránh ra ngoài do tuyết rơi dày kèm theo gió lớn, khiến việc đi lại trở nên bất khả thi. Tại thành phố Sheffield ở phía bắc nước Anh, tuyết vẫn rơi dày ngay trước khi mùa xuân bắt đầu. Nhà cửa và xe cộ bị bao phủ bởi một màu trắng xóa với lớp tuyết dày ít nhất 32cm. Thông thường, tháng lạnh nhất trong năm ở Sheffield là tháng 1 với nhiệt độ trung bình từ 2 đến 6 độ C. Tuy nhiên năm nay, văn phòng khí tượng của Anh ghi nhận nhiệt độ dưới 0 độ C vào giữa tháng 3 ở Sheffield, đồng thời đưa ra cảnh báo tuyết rơi nhiều hơn ở miền Trung và miền Bắc nước Anh, một phần của xứ Wales và Bắc Ireland. Trong khi các quốc gia Bắc bán cầu chứng kiến những hiện tượng thời tiết mùa đông khắc nghiệt, thì ở Nam bán cầu, Argentina lại đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Chính phủ Argentina đã ban hành khuyến cáo về sức khỏe khi người dân ở một số tỉnh phải trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất kể từ năm 1961, với nhiệt độ lên tới gần 40 độ C. Thủ đô Buenos Aires của Argentina đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt vào cuối mùa hè. Nhiệt độ nền trong tháng 3 được ghi nhận ở mức kỷ lục, lên tới 38,8 độ C. Trước tình trạng đó, người dân và khách du lịch ở Buenos Aires đang tìm nhiều cách để chống nắng, đồng thời uống thật nhiều nước để đảm bảo sức khỏe. Tôi đến Buenos Aires 3 ngày trước và cái nóng ở đây thật khó mà chịu nổi. Nó làm bạn kiệt sức. Tôi đã quen với cái nóng vì tôi đến từ Puerto Rico, một hòn đảo Caribe. Nhưng cái nóng tôi cảm nhận được những ngày qua còn nặng nề hơn nhiều so với ở Puerto Rico. Nắng nóng ở đây ngột ngạt quá. Tôi sống ở Florida và ở đó cũng nóng, nhưng không nóng bằng ở đây. Theo nhà khí tượng học Enzo Campetella, biến đổi khí hậu đã khiến các đợt nắng nóng xảy ra dai dẳng và dữ dội hơn, ngay cả ở vùng núi Patagonia của Argentina. Nắng nóng và hạn hán kéo dài cũng gây cháy rừng diện rộng. 6.000 hecta rừng ở tỉnh Corrientes, miền bắc Argentina đã bị thiêu rụi chỉ trong vài ngày qua. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, biến bầu trời thành màu đỏ cam. Tính từ đầu năm nay, các đám cháy đã phá hủy hơn 100.000 hecta rừng ở tỉnh Corrientes. Những nghiên cứu gần đây cho thấy, từ lũ lụt nghiêm trọng đến hạn hán kéo dài, cường độ của các thảm họa liên quan đến nước trên khắp thế giới đã tăng lên trong hai thập kỷ qua, khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên mức kỷ lục. Rõ ràng là biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu xây dựng các loại nhà ở có thể chống chọi lại với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt là vô cùng cần thiết. Một cơ sở nghiên cứu đã được xây dựng tại Anh với mục tiêu thử nghiệm sức chịu đựng của những ngôi nhà tương lai bằng cách cho chúng tiếp xúc với thời tiết khắc nghiệt trong các điều kiện giống như phòng thí nghiệm, bao gồm bão tuyết, gió mạnh hay nắng nóng. Bản tin Nhìn ra thế giới cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại. Energy House 2.0, ngôi nhà năng lượng 2.0, được coi là phòng thí nghiệm nhà ở đầu tiên trên thế giới. Dự án trị giá 19,2 triệu đô la Mỹ này được đặt tại Đại học Stanford ở Manchester, Vương quốc Anh, là một căn phòng lớn đủ sức chứa 24 chiếc xe buýt 2 tầng. Căn phòng này có thể tái tạo các điều kiện thời tiết như mưa, gió, ánh sáng mặt trời, tuyết, điều chỉnh nhiệt độ từ âm 20 độ đến 40 độ C, nhờ đó tiến hành các thí nghiệm để kiểm tra chất lượng, khả năng cách nhiệt hay công nghệ sưởi ấm của các ngôi nhà mẫu.
And this helps us undertake repeatable experiments, which you can't do anywhere else in the world. So what we want to know is how a building's going to perform now and in the future to achieve net zero, energy efficiency, and really understand how we can get the best out of our buildings. Hiện tại, bên trong phòng thí nghiệm Energy House 2.0 là hai căn nhà mẫu của các công ty xây dựng Bellway Homes và Barratt Developments. Trong đó, ngôi nhà có tên E-Homes 2 của Barratt Developments hướng đến mô hình nhà ở không carbon bằng cách sử dụng các vật liệu xây dựng nhẹ, công nghệ thông gió và sưởi ấm thế hệ mới, cũng như nhiều công nghệ thông minh. Bạn có thể nhìn thấy bên ngoài, tuyết đang rơi. Ở đây chúng tôi có thể thử nghiệm khí hậu từ mùa đông ở Bắc Âu đến mùa hè ở sa mạc Sahara. Chúng tôi sẽ thử nghiệm khả năng của ngôi nhà, cách con người sống trong đó, tương tác giữa con người với công nghệ mới. Tương lai của việc xây dựng nhà ở là thúc đẩy tính bền vững. Trong ngôi nhà này, hệ thống sưởi điện và sưởi hồng ngoại, hệ thống nước nóng, tất cả đều được cung cấp bởi máy bơm nhiệt nguồn không khí, vì chúng ta sẽ không sử dụng khí đốt vào năm 2025. Trong khi đó, ngôi nhà của hãng Bellway Homes được đặt tên là ngôi nhà tương lai, được lắp đặt máy bơm nhiệt nguồn không khí gắn trên mái nhà, cùng với hệ thống sưởi hồng ngoại dưới sàn, hệ thống thông gió cơ học, lớp cách nhiệt tăng cường và vòi tắm hoa sen có thể thu hồi nhiệt từ nước thải. Hai ngôi nhà mẫu sẽ được thử nghiệm tính hiệu quả nhờ dự án Energy House 2.0. Sau đó, những nhà thầu khác có thể thuê không gian trong phòng thí nghiệm để xây dựng công trình nhà ở của riêng họ. Với phòng thí nghiệm Energy House 2.0, các nhà khoa học và công ty xây dựng sẽ không cần phụ thuộc vào điều kiện thời tiết bên ngoài. Họ có thể kiểm tra tất cả điều kiện thời tiết một năm trong vòng một tuần. Mục tiêu cuối cùng của dự án là tạo ra môi trường thoải mái, tiết kiệm chi phí và khả thi về mặt thương mại, đồng thời giải quyết những vấn đề về tính bền vững trong xây dựng.